Thì nhiều bạn có hỏi mình cái con app vườn trái cây daily á, có chơi free có rút tiền được không anh? Thì đây là cái những bạn đã rút tiền ở trong nhóm của mình này. Thì có các bạn Kha nè đã rút được 100 ngàn nè, rút rất là nhanh. Thì những bạn này nói rút rất là nhanh, chỉ mất có 1 phút thôi là tiền về, vãi 1 phút tiền về nè. Những bạn này là trong nhóm Zalo kiếm tiền của mình. Bạn nào muốn tham gia vào nhóm của mình thì nhóm vào cái đường link mình ghi ở phía bên dưới phần mô tả nha. Rồi ở đây là thêm một bạn nữa, đó là bạn Dương Nguyễn nè, rút đã về nè, nhanh quá nè. Ok, thấy các bạn rút cũng mê quá, bây giờ mình cũng vào mình rút. Ok, bây giờ các bạn có thể quan sát thấy tài khoản của mình đang có 188 ngàn nè. Bây giờ mình sẽ rút thử 100 ngàn xem là nó về thế nào nha anh em. Rồi, trước tiên để rút tiền thì các bạn bấm vào cái phần là trung tâm cá nhân ở đây nha. Rồi xong rồi chúng ta sẽ bấm vào cái phần là chúng ta tài khoản rút tiền các bạn. Bấm vào cái tài khoản rút tiền để mình cài đặt cái tài khoản ngân hàng mình trước khi mình rút nha. Rồi cái dòng đầu tiên mình điền tên người nhận nè. Rồi cái dòng ngân hàng thu là mình điền tên ngân hàng của mình nè. Rồi số tài khoản là mình điền số tài khoản ngân hàng của mình. Rồi xong mình bấm gửi lên nha. Ok, sau khi đã liên kết cái tài khoản ngân hàng xong thì mình vào cái mục là trung tâm cá nhân nha. Bấm vào trung tâm cá nhân nha các bạn. Rồi tiếp tục. Mình bấm về VND rút tiền nè. Rồi ngay chỗ này mình sẽ điền cái số tiền mình cần rút. Mình muốn rút 100k thì bạn lưu ý chỉ điền cái số 100 thôi nha, không có điền ba số 0 đằng sau. Ok, bây giờ mình sẽ test mình rút thử cái min rút tiền của nó là tối thiểu là 100k là có thể rút nha các bạn. Bấm vào gửi lên. Thì nhiều bạn hỏi mình cái con này chơi free có thể rút được tiền không, thì mình trả lời luôn là có thể rút được tiền khi chơi free nha các bạn. Rồi, mình đã gửi cái lệnh rút tiền rồi. Thì các bạn để ý lúc này trên đồng hồ của mình là 10 giờ 39 phút. Nhảy sang 10 giờ 40 phút rồi để xem khi nào thì tiền nó sẽ về tài khoản ngân hàng của mình nha. Tiền về rồi. Tiền về rồi anh em, chưa đầy 1 phút luôn tiền về cộng tài khoản ngân hàng anh em. Cộng 100k vào tài khoản của mình lúc 10 giờ 40 phút 57 giây. Còn 3 giây nữa là mới đầy 1 phút các bạn. Đúng là các bạn trong nhóm mình nói thật là chính xác, cái con này rút tiền rất là nhanh các bạn. Và nó là nạp rút tự động luôn anh em. Nạp rất là nhanh và rút cũng cực kỳ nhanh luôn. Rồi, thí dụ các bạn đang xem video của mình như thế này đúng không? Các bạn nào chưa đăng ký kênh đó thì bấm vào cái nút đăng ký kênh ở đây nha. Và bấm vào cái quả chuông này một lần nữa nè, bấm vào tất cả để khi mình lên video mới YouTube sẽ tự động thông báo cho các bạn nha. Và các bạn bấm vào cái chữ xem thêm này nè. Đó, nó sẽ hiện là một cái đường link để đăng ký chơi cái con app free này để kiếm tiền nha các bạn. Và ở dưới mình sẽ để thêm một cái đường link của cái video hướng dẫn cái cách đăng ký tài khoản cũng như cái cách chơi cái con app này như thế nào. Đó, các bạn bấm vào hai cái đường, một cái đường link là để đăng ký cái tài khoản, còn cái đường link thứ hai là cái video hướng dẫn nha các bạn. Ok, thì trong cái video mới của mình á có 58 bạn comment hợp lệ, thì bây giờ mình sẽ quay random chọn ra một bạn may mắn nhất để mình trao tặng cái phần quà là 10k Momo hoặc là 10k thẻ cào điện thoại nha các bạn. Mình bấm vào nút start nè. Rồi để xem bạn nào sẽ là bạn may mắn nhất ngày hôm qua nay nha. Đó là bạn Mino. Ok, chúc mừng bạn Mino, hãy liên hệ với mình qua cái số Zalo mình ghi ở phía bên dưới phần mô tả để nhận được cái phần quà là 10k Momo hoặc là 10k thẻ cào điện thoại nha. Nhưng mà nào chưa may mắn nhận được cái phần quà của mình ngày hôm nay thì các bạn hãy để lại bình luận phía dưới video này. Thì trong video tiếp theo mình sẽ tiếp tục mình quay random chọn ra một bạn may mắn nhất nha. Nhưng mà nào lần đầu tiên đến với kênh channel của mình á thì hãy bấm một cái nút đăng ký kênh và bật cái chuông chọn nhận tất cả thông báo để khi mình lên video mới YouTube sẽ tự động thông báo cho tất cả các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.